hướng dẫn chèn logo vào ảnh hàng loạt, giống như là logo mình chèn vào ảnh này. Thì các bạn đầu tiên các bạn sẽ phải chuẩn bị trước giúp mình, nó là một cái logo có cái định dạng là PNG. Cái layer nó sẽ không có cái background, layer rỗng như này các bạn nhá. Đấy. Ok. Tiếp theo là mình sẽ là bấm là đóng logo này. Ở đây thì là các bạn sẽ chạy từ folder là thư mục chứa ảnh, tức là chứa ảnh gốc đấy. Đấy, mình sẽ chọn làm folder là hàng loạt này. Đây các bạn bấm vào đây, ok. Sau đó là thư mục là lưu ảnh đã hoàn thành. Các bạn tạo ra một cái thư mục là tên là ok chẳng hạn. Ok, tiếp theo nữa là các bạn sẽ là chọn logo. Ở đây thì mình đã để sẵn cái logo vừa nãy rồi. Đây. Các bạn lưu ý là cái logo các bạn phải là tách lớp các bạn nhé. Đấy, định dạng PNG giống như cái của mình là tốt nhất. Bấm OK. Vị trí thì các bạn có thể là lựa chọn, thường là mình sẽ là để bên dưới, ở bên phải hoặc là bên trái. Đây mình lựa chọn vị trí nào thì các bạn có thể là tùy chọn nhé. Cách cạnh dọc này thì mình cứ để tầm khoảng độ 50 đến 100 pixel. Đấy, cách cạnh ngang thì nó sẽ là đẹp hơn. Cái cạnh dọc với cạnh ngang này các bạn là để nó bằng nhau thì nó sẽ đẹp hơn nhá. Đấy, xem bằng nhau. Còn kích thước logo thì các bạn tùy chỉnh sao cho nó hợp lý là được. Mình thì để tầm khoảng độ 50%. Thì các bạn thử nhá, nếu mà không được thì các bạn sẽ chọn lại và các bạn là bấm thực hiện. Đấy. Bây giờ các bạn sẽ bấm mở cái mục OK này lên này. Đấy. Ví dụ như là cái kích thước nó lớn quá thì các bạn sẽ giảm đi, giảm bớt đi. Thì các bạn làm quen rồi thì các bạn sẽ là tự ước lượng được nhá. Đấy. Ví dụ như cái ảnh này mình đang chọn là 50%, nó to quá thì cái ảnh sau thì mình sẽ chọn là khoảng độ 30% thôi. Đấy. OK, nó tự động là nó vào luôn. Ngoài ra thì còn rất nhiều các cái video hướng dẫn nữa nhá, thì các bạn hãy xem trong cái bộ video hướng dẫn sử dụng của bên mình. Cảm ơn các bạn đã xem video.